Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay đã có thêm một phiên đi xuống với mức giảm tới 170.000 đồng một lượng, cao hơn nhiều so với các phiên trước. Với mức giảm này, giá vàng SJC hiện ở mức 32,8 triệu đồng một lượng và là mức thấp nhất kể từ năm 2010 cho đến nay. Trên thế giới, giá vàng đã xuống thấp nhất trong 6 năm qua. Ngày mua sắm trực tuyến 2015 Online Friday do Bộ Công Thương tổ chức diễn ra vào ngày thứ Sáu, 4 tháng 12 sẽ mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua hàng khuyến mại online lớn nhất trong năm tại website onlinefriday.vn. Theo ban tổ chức, từ thành công của ngày mua sắm mùa thu 28 tháng 8, các doanh nghiệp và đơn vị bán hàng tham gia Online Friday đã mạnh dạn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại lớn. Tính đến cuối tháng 11 năm 2015, đã có gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký được phê duyệt tham gia, với hơn 4.600 mặt hàng khuyến mại. Dự kiến tổng doanh số giao dịch trong ngày Online Friday 2015 đạt khoảng 500 tỷ đồng, lớn gấp 3 lần năm ngoái. Phổ biến các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của sử dụng thuốc lá, gánh nặng bệnh tật và kinh tế và các giải pháp truyền thông của cơ quan báo chí về phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm 2015-2016. Đây là nội dung của hội nghị tập huấn nâng cao công tác truyền thông và nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo đài vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 30% bệnh ung thư hiện nay, trong đó khói thuốc là thủ phạm chính gây ra các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư thanh quản và là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Thuốc lá còn tạo gánh nặng kinh tế khi mỗi năm Việt Nam chi trả hơn 23.000 tỷ đồng cho việc điều trị bệnh tật do thuốc lá gây ra. Một trường đại học y khoa 100% vốn Nhật Bản sẽ được xây dựng tại tỉnh Hưng Yên. Ngày hôm nay, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường. Đây là dự án do Học viện Y khoa Waseda và các tổ chức cá nhân của Nhật Bản đầu tư. Trường sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 3 hecta, tổng số vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đô la Mỹ, quy mô đào tạo 1.200 sinh viên một năm. Đây là dự án Trường Đại học Tư thục Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam. Trường sẽ đào tạo các chuyên ngành như điều dưỡng, phục hồi chức năng chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chuyên ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả. Các sinh viên sẽ lấy bằng sau 4 năm. Ngoài ra, trường cũng đào tạo hệ cao đẳng 3 năm. Dự kiến trường bắt đầu tuyển sinh từ tháng 6 năm 2016 và khai giảng vào tháng 9. Tin thế giới, liên quan tới vụ xả súng tại quận San Bernardino, bang California phía tây của nước Mỹ, danh tính của một nghi phạm đã được xác định là Syed Farouk. Theo điều tra ban đầu, đã xảy ra một cuộc tranh cãi, sau đó một thanh tra của Sở Y tế đã rời khỏi bữa tiệc ở trung tâm dành cho người khuyết tật trước khi xảy ra vụ xả súng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ người này là một trong những kẻ bị tiêu diệt hay là thủ phạm gây ra vụ xả súng. Vụ xả súng này đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Cảnh sát khuyến cáo người dân trong khu vực xảy ra vụ việc nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Nước Anh tham gia không kích IS tại Syria vào thời điểm chiến dịch không kích của Mỹ và liên quân tại Syria diễn ra đã được 15 tháng. Các con số sau đây cho thấy cường độ của các chiến dịch quy mô này. Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc Mỹ, thì trong suốt 15 tháng qua, Mỹ đã tiến hành 2.776 cuộc không kích. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ thì chỉ thực hiện 158 cuộc không kích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch không kích tiêu diệt IS tại Syria hồi tháng 9 năm 2015, tính đến nay thì không quân Nga đã tiến hành 2.716 các cuộc không kích vào mục tiêu của IS. Cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Mỹ vừa hạ chỉ số an toàn của ngành hàng không dân dụng Thái Lan từ hạng C1 xuống C2. Theo thông báo trên, thì Thái Lan bị hạ chỉ số an toàn hàng không dân dụng do thiếu các điều luật hay quy định cần thiết để giám sát các hãng hàng không theo các tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế, cũng như các tiêu chuẩn an toàn bay của Mỹ, trong đó có các quy định về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nhân sự hay các thủ tục kiểm tra. Trước quyết định này, thì giới chức Thái Lan cho rằng hàng không Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức, song cam kết sẽ khẩn trương cải thiện an toàn hàng không của nước này. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.